có người nha, có người. Thôi từ từ đi, còn 3 phút nữa. Cẩn thận nha, còn 3 phút có thể tụi nó qua két á. Trên dưới trái phải đều có thiếu niên với cái bàn nha, anh em cẩn thận. Ăn cái giáp xong qua trái anh em ơi, có vỏ đan kìa. Xuống dưới luôn anh em ơi, xuống dưới, xuống dưới.
tìm khác nha, tìm khác nha. Lên thăm dò 8 coi có ai vậy. Thêm vô có bức tử nha. Lên 8 luôn, lên 8 luôn. Quýnh nó kìa, quýnh nó kìa, quýnh nó kìa. Khúc này giấc mát đúng rồi. Về sáu, về sáu. Chuẩn bị nhận lì xì nha. Chuẩn bị ở giữa nha anh em. Mình chơi năm độc trùng mẹ thôi. Quét ông solo nha, tôi không ok đâu. Ở dưới chỉ có cái bàn với Thúy Yên anh em ơi. Qua bảy đi, chiếm thương nhân từ từ. Chưa từ từ, từ từ, quân cho chưa xuống xem. Kè kè kè. Tiêu dao. Xuống luôn, còn Thúy Yên cái bàn kìa. Chân đóng băng. Chưa có chiêu nha. Quá lộn, quá lộn. Có năm độc, có năm độc. Ừ, có chân chết. Quân, quân, quân. Anh em lên trên farm đi anh em ơi. Ê thằng kia quân, quân nó bị dí kìa, quân bị khiên dương kìa. À, qua lại luôn đi. Ê đi xuống với sạch. Xuống xuống anh em ơi, xuống xuống. Qua lâu. Chỉ còn một con nằm độc thôi. Chưa chiêu lại nha.
vậy, cái vậy. Mày dính nút mày gửi. Lên trên luôn. Lên trên luôn anh em ơi, lên trên. Quân ơi mở ao tượng đi. Sáng chuẩn bị qua quốc thằng kia nha. Bảy lẹ đi qua tám. Bị chiếm rồi bên kia rồi đó, bị chiếm rồi. Mở đi, mở đi, mở đi. Rồi sang qua bên kia đi. 8 đi. Mở đi Quân ơi, mở đi Quân ơi. Nông độc kìa, nông độc kìa, một đống luôn kìa. Đập nông độc nhanh lên. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ừ, nó chết đây. Tập trung mở đi. Mãi con tàu còn xíu máu nữa không búp. Lại lên một, lên một. Một nha, một nha. Lên một đánh nương nương thôi nha, tôi hết máu rồi. Rồi chân cùng lồn. Cùng lồn ngáo. Hay định, định ăn tàu hả? Đánh đi sang, đánh đi. Nào. Năm đập kìa, năm đập kìa. Cẩn thận nha, khúc này dễ chết lắm nha. Bỏ đi. Xuống dưới bỏ đi, không ăn đâu. Ok. Tập trung là sao anh em ơi? Về sáu. Nhanh lên anh em ơi. Bút máu rồi. Để tí. Quân ơi, ông canh ông đứng đằng sau, ông rỉa đam rồi nha, đừng có lên trước mà công chết á. Canh không ổn, cứ chạy về chỗ cũ nha anh em. Đây,
Rồi farm tiếp anh em ơi. Qua trái nè anh em ơi, qua trái nhanh lên. Cái đó. Lên trên luôn, lên trên luôn em ơi. Lên trên luôn, lên bút trên luôn, chưa có ai nè. Hồi xuống đi, xuống lại anh em ơi. Nó bị kẹt như này nè Sang ơi. 6 và 5, 9 thần nhân đi. Tìm ở bên bên góc trái mà góc trên trái á, tìm nó có cung lồn khó chịu. Bây giờ còn một tìm góc trên trái á, có cung lồn khó chịu lắm anh em. Trên nha, một cái trên nha. Qua trái thằng ơi, qua trái nè, khu 6 nhanh lên em. Khu 7 nhanh lên, mở rương đi, mở kia đi quân ơi. Trên chỉ có ngầm mi à? À, trên chỉ có ngầm mi với cái bàn hàng nó khác team nên anh em qua lẹ nha. Qua trái nè, buông ơi. Lẹ qua một đi. Qua ba cái ông ơi. Thôi bỏ đi. Về một đi. Kéo quái về bên trái anh em ơi. Chờ lại chiêu nha anh em. Có giường này. Sang chờ lại khốn lông công có nhiều chiêu sẵn hết đi. Dồn đam nhanh lên anh em ơi, chơi chiêu hết luôn đi. Kéo quái qua đây Sang ơi, cãi nó. Quân bị lắc ơi. Quân bị lắc rồi, bảo kê quân y.
Quân bị lắc rồi, quân bị lắc rồi. Cẩn thận nha Sang. Quân này. Rồi quân hết rồi. Tập trung đánh quái nè, nhanh lên. Hải đệ có nhiêu chiêu chạy hết đi. Mười giây nha lên. Trả xuống hương nhân dưới luôn. Giờ chỉ còn 2 team thôi đó. Quân ơi, ông có hồ sơ không Quân? Tập trung dưới trái nha. Tập trung dưới trái nha. Có cùng hồi sinh rồi. Còn một team Khí Yên, Nga Mi với Thiên Dương á, với lại một team Côn Lôn. Anh em đánh cẩn thận nha. Má đang ngoài đường, mày đứng lại đi, xe đứng lại để đánh nè. Tập trung dưới trái. Đứng ngoài đường phải đứng lại đánh nè. Coi chừng bị giật điện thoại nha ông nội. Ôm góc luôn nha. Di chuyển trên trái anh em ơi. Cẩn thận, Thiên Dương bất tử rồi. Đánh cô độc kìa anh em ơi. Quay mặt xuống nha. Alo Quân ơi, quay mặt xuống ơi, chụp hình nè. So
ca ghê thiệt. Đây 5K cho mình. Trời 10K luôn vậy. Quân ơi, chọn map để cùng hành chiến nha Quân ơi, sắp trả giờ kìa. Khoan khoan khoan, thì tết, hồi tế là bạn chủ mà ai cắt chức của em vậy? Ủa ơi, chọn map bên thiên môn không? Map đâu? Nhanh lên, sắp hết giờ kìa. Tin vũ môn. Tin vũ môn. Đích vô tổng quản cho tiêu chạy đi Ú. Rồi Ú ngáo rồi. Rồi ông VIP đó dựng tiêu xong nó chạy vô cướp tiêu bất công ngồi khóc. Em chuẩn bị thành bông quốc cái vũ khí hiếm rồi. Tiêu xong công hành chính. Tạm bóng nữa trời.